Chào các bạn đã đến với lại shop máy tính Phạm Dũng. Hôm nay thì bên shop mình giới thiệu cho các bạn một cái bảng điện tử của hãng Gaomon các bạn nhé. Đây là cái bảng điện tử Gaomon, mã của sản phẩm là 10mon G12. Đây là 10mon G12. Đây một cái bộ sản phẩm, chúng ta sẽ có một cái bảng to như này. Với kích thước thì cũng khá là to, hơn 30, một chiều là hơn 30 và một chiều là hơn 20 này. Chiều này 20 này. Đấy, còn chiều này là 35. Chiều này 35 này. Đấy, rất là dài. Trên đây có phím bấm này để điều khiển nhanh. Cái mặt này hiện tại đang là dán ni lông nhé, cho nên là nó sẽ như thế này. Thế nào chúng ta sử dụng thì chúng ta lột nó ra. Đó, kích thước thì rất là rộng rãi để chúng ta sử dụng để viết vẽ, dạy học online thì rất là tiện. Đây mặt sau đây, mã của nó đây, Gaomon M12 nhé, G12. Đấy, các bạn quan tâm thì có thể liên hệ với mình số điện thoại này nhé, 0975723045. Phụ kiện thì chúng ta sẽ có một cái dây cáp kết nối như thế này. Đó, một dây cáp kết nối này. Còn ngoài ra thì có thêm một cái bút đây, bút được đựng ở trong cái túi chống sốc. Đó. Đây, túi đựng đó. Đây là cây bút nhá. Trên đây có hai phím bấm thôi. Thì giá bộ này mình đang bán cũng khá là rẻ. Đấy, chỉ có mấy trăm nghìn thôi. Chi tiết thì các bạn hãy liên hệ trực tiếp với mình nhé. Đi kèm có thêm cái này nữa này. Đấy, để các bạn có thể đeo vào tay khi viết. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.